Xin chào mấy anh em đã quay trở lại với series Manga Đại Chiến cùng mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái nhân vật, đó chính là Oh Mike. Anh em xem Hero Academia cũng biết Oh Mike là một cái thợ, một anh hùng cấp S mà khá là bá đạo đấy. Oh Mike thì chúng ta sẽ cho Biscuit, Cream, sẽ cho Vegeta và Duize đi cùng nhá. Còn đánh thì chúng ta sẽ đánh với cả nhân vật chính, đó chính là thằng thanh niên này Izuku Midoriya, cộng với cả không biết ai trong học viện Academy nữa, nhưng mà thôi cứ cho ông này vào đi. Cho thêm cả đây, cho thêm cả đây vào đi. Đây, Biscuit Krieger. Ok, thì chúng ta sẽ đánh ở đại hội võ thuật nhá. Đây chính là đại hội võ thuật ở trong Dragon Ball. Oh Mike đánh với cả nhân vật chính ở trong Hero Academia. Đây là thầy với trò ra hay là sư phụ với cả học trò hay là người đi trước. Đấy rồi.全員がヒーローというわけではないが、言わせてもらおう。我々が来た。やるなら全力だ。オッケー、ちょっと戦って、ダイナ。ノット。クライアント。ロイド。シェック。リチャージマーテン。ミコス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 マーテン。ミ
Xong rồi cũng khỏe phết đấy, ông trong ông này trong trong Hero Academia thì cũng khỏe mà. Holy shit, rồi cứ tổn. Anh em biết con này là ulti hóa được cái gì không? Thấy một con trông bẩn vẽ đi. Đấm đau thật. Đấm đau thế à thằng này? Cứ chặt cái diệt. Ghê đủ ghê, ghê chim phết đấy. Thôi chú đóng nó cũng không đi ra nhá. Được rồi, hóa lên nào, hóa lên nào. Sao vì ta vừa dã chết mẹ rồi. Ta chưa kịp lên SG Blue cơ. Thôi đàn bà này. Mày quá này. Mày lên vì ta luôn. Gì đây, bình tĩnh nào. Gì đây, bình tĩnh nào. Láo nhỉ? Đánh ghi ta nhỉ? Đánh ghi ta. Yamane! Sao để ăn ta này. Không có gì là mày sắp chết rồi. Mình đỡ này. Ghê quá. Black Hurricane. Cho Vita lên blue rồi. Ok rồi đấy. Đấm mình sắp bắt đầu luôn. これでどうだ。
mày gặp Vegeta Blue mày sắp bay định rồi. Vua hai trận mà. Hay là bắn nó đéo ăn thua. Nghiêm túc mà anh em. Hơi nghịch rồi, hơi nghịch rồi, nghịch linh tinh rồi. Mà đang còn giả nữa chứ. Chém mỡ đá kìa. Đi ra đây. Hello. Mày xác định chưa? Ô có one. Có one for chứ. One for O. Đập cuối cùng. Gây mẹ kiếm. Ôi bỏ mẹ lại ulti rồi. Cái đúng không mình chả ra. Không thầm lắm luôn đấy. Mệt à? Mệt thì làm ăn gì? Chết bại ở đây. Big Bang đang. Tôi chết rồi. Mà nó lao đến ghê quá anh em ạ. Xong phết đấy. Đừng nhìn bố mày này. Đừng nhìn ta là một sự xúc phạm. Một sự xúc phạm chiều không phụ. Vegeta phải liền. やまれ! Chết này.
Trong video chúng tèo quá là lìn. Không hiểu sao. Ok, chúng ta đánh lại một lần nữa nhá. Mình sẽ dùng ô mic. Mình muốn phá cái map này quá. Phá cái map này thì chúng ta sẽ phải đạt được một, thứ nhất là awakening, thứ hai là lượng máu của chúng ta phải thấp hơn 50% thì chúng ta mới có thể phá map được. Tôi đánh cái này thì mình cũng không thích bình luận nhiều bởi vì trận kia nó quá đẹp anh em ạ. Oh shit man. かかってきなさい。覚悟しなさいな。行くぞ。たまに。
Còn Freeze hóa thôi, còn Vegeta hóa nữa. Không phải ra chơi được xíu. Freeze nó hay hơn. Điên bi mà kinh quá. Cái video khỏe mãi đây. Rồi đó đi để lên vô địch nào. Mà lên vô địch nào anh em. Đủ rồi đấy, chết đi, bây giờ chết đi. Khỏe mãi cả đời. Thề với anh em luôn. Quay lại này. Mình biết ngay mà. Đi ra như con vậy. Bọn này nó cứ lao tới đấm mà đau quá. Con Freeze bị đấm sắp mà lờ. Holy shit. Cái mẹ đuôi ạ, vãi. Trời ơi, gãy đuôi luôn. Chọn cho con này là sai mẹ lầm rồi. Khỏe vãi lệnh. Đi biết ngay mà, nó có ulti phát là ulti luôn. Không biết mình đang làm gì luôn. Mình đang làm gì luôn. Bye là cu, bye là cu. Ok, vậy thì tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong clip lần sau.